có một khách nói rằng em mua một bó hoa thật to, thật đẹp, thật dài để tặng người yêu em nhân ngày tốt nghiệp. Thì mọi người có thể tham khảo cái mẫu này của mọi người nhé. Đây là mẫu tốt nghiệp này. Đó, bên trong là hoa bay rất là xinh, bên dưới là lưới như thế này và bó hoa này nó to như thế này, thì nó sẽ rất là to như vậy. Thì với cái bó hoa này thì mọi người hoàn toàn có thể rất là dễ dàng để có thể ôm chụp và vô cùng ý nghĩa. Thì khi mà với bó hoa hướng dương của baby như này, đây là một mẫu hoa mà toàn là hoa để lâu được, chính vì vậy thì người yêu của bạn sẽ có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong mùa kỷ yếu này. Đây, bó hoa này rất là dễ để chúng ta có thể chụp ảnh cùng một người, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm mẫu này mọi người nhé. Đây, để làm được mẫu này nhé thì mình dùng đến miếng xốp như thế này mọi người. Đây, mình dùng đến 10 bông hoa hướng dương nhá. Thì hoa baby này thì chúng ta sẽ làm thành từng cụm như thế này là được nhá. Cụm như này chúng ta làm cho đẹp nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng giấy. Giấy ở đây thì mình dùng màu vàng nhạt như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành cắm hoa nhé mọi người. Chúng ta sẽ cắm hoa baby. Nó thấp hơn và cái hoa hướng dương này chúng ta cao hơn hoa baby nha. Baby nó làm nền rồi. Chúng ta là cắm xong. Các bạn chú ý này, hoa hướng dương chúng ta sẽ để lên cao hơn nhé, và cái hoa baby chúng ta sẽ cho thấp hơn. Đó, thấy không? Đó. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ cắm cái con gấu này lên trên nha. Như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong con hoa gấu nhé. Các bạn dùng keo rồi nhé, chúng ta dán keo vào đây cho nó chắc nhé.
Như vậy là chúng ta xong. Chúng ta sẽ món như sau. Ồ, này có là to, như vậy thì mình sẽ quay như này thì mình có thể bó được cho các bạn xem nhé. Các bạn chúng ta sẽ đừng lấy hai tờ giấy nhé. Hai tờ giấy nhé. Làm sao để trong các cái này này đấy, nó phải bằng nhau nhé. Sau đó mình đổ đi. Khi chúng ta làm cái đằng trước này trước nhé, thì cái chỗ này nó phồng sẵn này, phồng sẵn ở trong này đó. Chính vì vậy thì ta phồng sẵn ở trong này đó. Chính vì vậy thì chúng ta bóp một cái là nó sẽ bóp một cái là nó sẽ phồng luôn ở dưới này nhé.
sau đó chúng ta cắt đi.
dài như này rồi nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ thử lấy ở đây để nó tạo được độ phồng, do đó thì chúng ta sẽ thử lấy tóc hàng này nhé. Sau khi chúng ta làm được như này thì chúng ta sẽ cắt khoảng tầm 60cm nhé. Đây, 60cm giấy lưới. Đó, đúng rồi đây. Bây giờ, bởi vì chúng ta sẽ đi đến hai mặt. Làm được bông hoa như thế này thì rất là to tay luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người.